Thưa quý vị và các bạn, với 78 dự án đang được triển khai, diện tích đất phải thu hồi lên tới gần 1.200 ha. Thành phố Lào Cai là địa phương có số lượng dự án giải phóng mặt bằng lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, hiện tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án. Để tháo gỡ, thành phố đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong tổ chức thực hiện. Dự án khu đô thị mới Bắc Cường 1 và 2 thuộc tổ 29 phường Bắc Cường có tổng diện tích 2,1 ha. Khởi công từ tháng 7 năm 2023, sau gần 10 tháng mới giải phóng mặt bằng được 1,4 ha. Nguyên nhân chậm là do có 15 hộ dân đã xây dựng nhà và sinh sống từ những năm 2000, nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyện vọng của bà con là được cấp đất tái định cư, tuy nhiên điều này là không đúng quy định của pháp luật. Theo đúng luật thì chúng tôi không đủ quyền cấp đất, nhưng tôi rất mong là các ban ngành, rồi chủ tịch thành phố xem xét ra là mười mấy hộ dân đương nhiên đã rơi vào cái vòng là không có nhà có cửa, là rất là khó khăn. Sau khi mà thực hiện đầy đủ các cái trình tự quy định rồi thì mình phải tổ chức tuyên truyền vận động, nếu trường hợp mà nhân dân không đồng ý đấy, giải thích các cái chế độ chính sách làm sao mà nhân dân về coi như là hiểu và nhất trí. Đây là thực trạng chung của rất nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân là do những hạn chế từ công tác quản lý đất đai khi người dân tự ý mua bán đất rừng, nông nghiệp để dựng nhà. Khi mà chúng tôi mua thì đã chưa có cái giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi không nghĩ rằng là cái đất này là đất trong quy hoạch. Thế nhưng mà khi mà nhà nước đã đưa ra chính sách để mà làm thì giải phóng mặt bằng thì chúng tôi ủng hộ thôi. Mong muốn là nhà nước và doanh nghiệp sẽ giúp đỡ chúng tôi trong cái khoản mà hỗ trợ chúng tôi là cái ăn ở. Hiện thành phố Lào Cai đang có 78 công trình dự án đang giải phóng mặt bằng, trên 4.700 hộ gia đình, tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng. Thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 3.630 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 681 ha. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố đề xuất tỉnh một số giải pháp khắc phục. Khi người dân làm nhà thì chúng ta không quản lý được. Do vậy người ta chỉ mua bán viết tay thôi, mà viết tay trên những cái mảnh đất mà đất trồng cây hàng năm gọi đất vườn đấy. Thế đến bây giờ khi giải phóng mặt bằng vào thì nhu cầu người ta cũng đang có rất là thật ở đấy, người ta ở đấy. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo với tỉnh, vừa rồi họp thì đồng chí chủ tịch tỉnh cũng đã có chỉ đạo là nghiên cứu và tổng hợp những hộ này có nhu cầu thực sự để có cái danh sách để ưu tiên được mua nhà ở xã hội. Để tháo gỡ tận gốc vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Lào Cai cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, vận động để nhân dân hiểu và đồng thuận.